решение о проведении специальной военной операции. Chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 30 tháng 10 năm 2022 của Báo Thanh niên. Chương trình được phát trên các nền tảng của Báo Thanh niên. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký theo dõi cũng như ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật liên tục. Hải quân nga cho biết trong sáng 29 tháng 10 đã thành công ngăn chặn vụ tấn công bằng máy bay không người lái tức UAV nhằm vào cảng Sevastopol, căn cứ của hạm đội biển đen nga ở Crimea. TASS dẫn thông tin từ thị trưởng Mikhail Zavozjahet của Sevastopol cho biết phía nga đã bắn hạ toàn bộ UAV xâm nhập. Bộ Quốc phòng nga cáo buộc Ukraine đã tấn công hạm đội biển đen gần Sevastopol trên bán đảo Crimea và các chuyên gia hải quân Anh đã giúp điều phối cuộc tấn công khủng bố. Moscow cũng cáo buộc các nhân viên hải quân Anh đã làm nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream vào tháng 9, một cáo buộc mà London cho là sai sự thật và được đưa ra nhằm đánh lạc hướng khỏi những thất bại của quân đội nga ở Ukraine. Tuy phía nga tuyên bố đã ngăn chặn thành công vụ tấn công, lại có thông tin cho rằng một chiến hạm của nga đã bị thiệt hại sau vụ việc. Sáng 29 tháng 10, một đợt tấn công quy mô lớn đã xảy ra tại cảng Sevastopol, trụ sở của hạm đội biển đen của Nga tại bán đảo Crimea. Nhà chức trách do Nga bổ nhiệm tại bán đảo Crimea cho biết đây là cuộc tấn công lớn nhất nhắm vào Sevastopol từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24 tháng 2. Vụ tấn công khiến Nga cùng ngày quyết định rút khỏi thỏa thuận xuất khẩu nông sản từ hệ thống cảng của Ukraine, thỏa thuận được Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đứng ra làm trung gian đàm phán. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã tấn công các tàu chiến của hạm đội Biển Đen và các tàu dân sự đảm bảo an ninh cho hành lang thỏa thuận ngũ cốc. Nga miêu tả đây là hành động khủng bố của chính quyền Kiev với sự tham gia của các chuyên gia Anh. Nga cáo buộc các chuyên gia này đã giám sát việc huấn luyện quân nhân của Trung tâm tác chiến đặc biệt thủy quân lục chiến số 73 của Ukraine tại thành phố Ochakov, tỉnh Mykolaiv. Vụ tấn công xảy ra vào lúc 4 giờ 20 phút ngày 29 tháng 10 với 9 máy bay không người lái UAV và 7 xuồng không người lái USV các lực lượng tại hạm đội Biển Đen phá hủy toàn bộ mục tiêu trên không. Máy bay và tàu chiến Nga phá hủy 4 USV ở vũng tàu bên ngoài của Sevastopol và 3 chiếc còn lại bị phá hủy ở bên trong vũng tàu. Nga cho biết tàu quét thủy lôi Ivan Golubets và một đoạn lưới để bảo vệ lối vào cảng bị thiệt hại nhẹ. Theo chuyên sang The Drive, sau vụ tấn công, giới chức Krum ra lệnh cấm rò rỉ các đoạn phim quay được từ camera an ninh. Trong một tuyên bố trên Twitter, Bộ Quốc phòng Anh nói rằng Nga đã đưa ra những cáo buộc giả mạo nhằm đánh lạc hướng khỏi cuộc chiến thảm họa tại Ukraine không nhắc cụ thể đến cáo buộc tấn công tại Sevastopol. Trong khi đó, quân đội Ukraine đã công bố một đoạn video được cho là quay từ những chiếc xuồng tự hành không người lái đã tham gia cuộc tấn công. Video cho thấy một chiếc USV chạy về hướng một tàu hộ tống mang tên lửa dẫn đường và phía Nga bắn trả bằng súng máy. Những chiếc USV này được cho là có cùng thiết kế với chiếc giặt vào bờ biển gần Sevastopol hồi tháng 9. Theo The Drive, xuất hiện một số tin đồn cho rằng chiến hạm Admiral Makarov thuộc lớp tàu hộ tống Admiral Grigorovich và được cho là xoáy hạm mới của hạm đội Biển Đen sau khi chiếc Moskva bị chìm hồi tháng 4 cũng bị thiệt hại trong vụ tấn công mới nhất. Hiện chưa thể xác nhận thông tin này, nhưng một đoạn video từ chiếc USV cho thấy nó đã tiến rất gần đến chiếc tàu hộ tống. Một đoạn video khác được công bố cho thấy một chiếc trực thăng MI-8 của Nga đang bắn về phía một mục tiêu ở ngoài khơi chiếc USV di chuyển qua làng đạn và suýt đâm trúng một tàu tuần tra nhỏ. Trước khi đoạn video chuyển cảnh sang một góc quay xa hơn, cho thấy có thể chiếc USV đã bị tiêu diệt. Sau vụ tấn công tàu Nga tại Biển Đen, Moscow cho biết sẽ tạm ngừng tham gia thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian. Điều này khiến nhiều bên lên án, đồng thời dán đòn vào nỗ lực xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu gây ra bởi chính cuộc xung đột tại Ukraine việc tạm ngừng tham gia sáng kiến ngũ cốc biển đen sẽ cắt giảm các chuyến hàng từ ukraine một trong những nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới từ các cảng quan trọng của biển đen tổng thống mỹ joe biden gọi động thái này là hoàn toàn thái quá nói rằng động thái của nga sẽ làm gia tăng nạn đói trong khi ngoại trưởng mỹ antony blinken phát biểu rằng bất kỳ hành động nào của nga nhằm làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu ngũ cốc quan trọng này thì về cơ bản là tuyên bố cho rằng mọi người trên khắp thế giới nên trả nhiều tiền hơn cho thực phẩm hoặc là nhịn đói Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Liên hợp quốc và nhóm 20 nền kinh tế lớn tức G20 phải có phản ứng mạnh mẽ trước hành động mà ông gọi là động thái vô nghĩa của Nga. Ông nói, đây là một nỗ lực hoàn toàn rõ ràng của Nga nhằm đưa thế giới quay trở lại với mối đe dọa về nạn đói quy mô lớn từng hoành hành ở châu Phi, châu Á. Chuyển sang thông tin khác. Như quý vị cũng đã biết, thì Mỹ chuẩn bị gửi thêm cho Ukraine 275 triệu đô la Mỹ hỗ trợ quân sự trong cuộc chiến chống Nga. Đây đã là gói viện trợ thứ 24 của Mỹ cho Ukraine, nâng tổng số tiền mà nước này cung cấp cho đồng minh trong cuộc xung đột lên đến 18,5 tỷ đô la Mỹ. Với những loại vũ khí tiên tiến được đưa ra chiến trường, Ukraine đang cho thấy những đợt phản công hiệu quả để lùi được quân Nga ra khỏi một số khu vực. Tuy nhiên, Mỹ sợ rằng những vũ khí này có thể lọt vào tay Nga. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27 tháng 10 thông báo rằng các quan chức đang có biện pháp để đảm bảo vũ khí cung cấp cho Ukraine không rơi vào tay của những nhân tố khác. Tạp chí Newsweek dẫn thông báo cho biết với việc các lực lượng thân Nga chiếm được vũ khí của Ukraine, Nga có thể sẽ sử dụng những vũ khí đó để phát triển biện pháp đối phó, tuyên truyền hoặc tiến hành chiến dịch cơ giả. Thông báo được đưa ra sau khi Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV của Mỹ cáo buộc lực lượng Nga đang chuẩn bị thực hiện một cuộc tấn công nhà máy thủy điện Kakhovka, cách thành phố Kherson 80 km về phía thượng nguồn để đối tội cho Ukraine. Phía Ukraine tố cáo Nga gắn mìn vào đập thủy điện, trong khi Nga cáo buộc Ukraine pháo kích vào nơi này. Ngoài cảnh báo trên, Bộ Ngoại giao Mỹ còn nói thêm rằng, chiến sự có thể mở ra cơ hội cho vũ khí rơi vào tay các bên tư nhân thông qua việc đánh cắp và mua bán trái phép, tạo ra chợ đen vũ khí có thể duy trì trong vài chục năm. Để đối phó nguy cơ này, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang giúp Ukraine kiểm kê và bảo vệ vũ khí đạn dược trong quá trình chuyển giao, lưu trữ và triển khai các quan chức cũng sẽ giúp tăng cường năng lực cho lực lượng tuần tra biên giới, quân đội và hành pháp tại Ukraine cùng các nước Đông Âu láng giềng nhằm ngăn chặn phát hiện và cấm vận chuyển vũ khí trái phép. Hôm 26 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho biết đang xuất hiện những thách thức nghiêm trọng từ các chợ đen vũ khí tại Ukraine. Phát biểu trong cuộc họp với lãnh đạo các cơ quan an ninh đến từ cộng đồng các quốc gia độc lập SNG, ông Putin nói, nhiều nhóm tội phạm xuyên biên giới đang tích cực vận chuyển vũ khí từ Ukraine đến những khu vực khác, luôn tồn tại nguy cơ chúng tiếp cận được các khí tài hiện đại như tên lửa phòng không vác vai và vũ khí chính xác. Từ khi xung đột bùng phát vào ngày 24 tháng 2, Mỹ đã cung cấp nhiều vũ khí cho Ukraine, từ trực thăng, các hệ thống phòng không, pháo, rocket, xe quân sự, Mới nhất, lâu Năm Góc ngày 28 tháng 10 công bố gói viện trợ quân sự trị giá 275 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Theo AFP, gói vũ khí gồm rocket dùng cho hệ thống rocket pháo binh cơ động cao HIMARS, các loại đạn pháo 155mm, vũ khí xuyên giáp, đạn dược và bốn anten liên lạc vệ tinh. Theo cố vấn Anton Gerashchenko của Bộ Nội vụ Ukraine, nước này cần thêm 32 dàn phóng HIMARS để tiếp tục chống lại lực lượng Nga không chỉ sợ vũ khí rơi vào tay nga, mỹ đang đối mặt với một thực tế khó khăn khác cũng liên quan đến các gói vũ khí viện trợ cho ukraine. việc cho đi quá nhiều khiến cho kho vũ khí của mỹ đang dần cạn kiệt. đây là điều mà một số tướng lĩnh của mỹ lo ngại vì việc vừa phải đảm bảo các cam kết với ukraine vừa đáp ứng đủ các nhu cầu trong nước và chuẩn bị sẵn sàng nếu có xung đột mới xảy ra hiện không hề dễ dàng. theo tờ nikkei asia Chiến sự kéo dài nhiều tháng ở Ukraine đang làm vơi đi kho vũ khí không chỉ ở Nga mà còn ở Mỹ, nơi ngành công nghiệp quốc phòng đang phải vật lộn để đáp ứng cam kết với Kiev mà không làm ảnh hưởng đến năng lực của Washington trong việc ngăn chặn các cuộc xung đột mới. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói với các phóng viên hôm 12 tháng 10 tại Bruxelles của Bỉ rằng chúng tôi đã nỗ lực hô hào các cơ sở công nghiệp của mình tăng cường sản xuất trang thiết bị, giúp Ukraine phòng thủ trong khi vẫn đáp ứng nhu cầu an ninh của chính chúng tôi. Mỹ và các nước châu Âu cung cấp vũ khí cho Ukraine đang thương thảo với các công ty sản xuất vũ khí về việc gia tăng sản lượng. Phát biểu công Austin phản ánh mối lo ngại rằng nếu sản lượng không tăng, kho vũ khí của chính các nước này có thể bắt đầu cạn kiệt. Từ khi xung đột nga-Ukraine bùng nổ cuối tháng 2, Mỹ đã viện trợ an ninh cho Ukraine với tổng trị giá cam kết lên đến 17,6 tỷ đô la Mỹ. Con số này bao gồm số vũ khí Mỹ sẽ giao trong vài năm tới, một tín hiệu vừa cho thấy cam kết lâu dài của Washington đối với Kiev, vừa phản ánh những hạn chế về hậu cần của chính Washington. Ông Mackensen, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, trụ sở tại Washington DC cho biết, một số loại vũ khí trong kho của Mỹ sắp chặn mức tối thiểu cần thiết cho các kế hoạch chiến tranh và huấn luyện. Ông cũng đưa ra cảnh báo về khả năng ứng phó của Mỹ nếu một cuộc xung đột khác nổ ra. Đơn cử, Mỹ đã gửi 1 phần 3 số tên lửa chống tăng Javelin của mình cho Ukraine. Việc hoàn nguyên số lượng tên lửa này, loại vũ khí đã giúp ngăn chặn lực lượng Nga chiếm Kiev trong những ngày đầu của cuộc chiến, dự kiến sẽ mất nhiều năm. Theo chuyên gia Kensian, Mỹ đã cung cấp hơn 1 triệu rưỡi đơn vị lựu pháo cho Ukraine. Và con số này có lẽ sắp chạm tới giới hạn Mỹ sẵn sàng cung cấp mà không gây nguy hiểm cho khả năng chiến đấu của chính mình. Nước này cũng đang bắt đầu thiếu hụt hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS. Với tầm bắn khoảng 80 km, HIMARS đã hỗ trợ lực lượng Ukraine trong các cuộc giao tranh ác liệt ở phía Nam và phía Đông đất nước. Mặc dù chính phủ Mỹ đã hứa sẽ gửi khoảng 40 đơn vị HIMARS đến Ukraine, nhưng cho đến nay mới chỉ có một nửa đến được đó. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, phần còn lại có thể sẽ không được giao trong một vài năm tới. Cả Javelin và HIMARS đều do công ty quốc phòng hàng đầu của Mỹ Lockheed Martin sản xuất. Giám đốc điều hành James Tyclet ngày 18 tháng 10 cho biết công ty sẽ tăng sản lượng HIMAS lên 96 đơn vị một năm so với mức 60 đơn vị như hiện tại. Song việc này có thể mất nhiều năm. Theo chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ do chính quyền Tổng thống Joe Biden công bố ngày 12 tháng 10, việc phối hợp với các đồng minh và đối tác trong mọi giai đoạn của quá trình hoạch định quốc phòng là rất quan trọng để hợp tác trở nên có ý nghĩa. Dựa trên cách tiếp cận này, Mỹ đang xem xét hợp tác với Đài Loan để sản xuất Vũ khí do Mỹ thiết kế cùng nhau tăng cường năng lực sản xuất trước nguy cơ xung đột có thể xảy ra ở eo biển Đài Loan. Nguồn cung vũ khí của Mỹ đã co lại sau chiến tranh lạnh, chủ yếu là do cắt giảm ngân sách quốc phòng. Chi tiêu quân sự chiếm hơn 9% tổng sản phẩm quốc nội GDP vào những năm 1960, trong thời kỳ đỉnh cao của cuộc chạy đua vũ trang với Liên Xô, trước khi giảm xuống còn khoảng 5% vào năm 1990 và 3% vào năm 2020. Thị trường thay đổi khiến các công ty sản xuất vũ khí phải tinh giản, hợp nhất hoặc rời khỏi ngành. Trong một báo cáo hồi tháng 2, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết họ chỉ thuê 5 công ty quốc phòng và hàng không vũ trụ hàng đầu: Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics, Northrop Grumman và Boeing, so với 51 công ty vào năm 1990. Trong cuộc điện đàm với Đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzny cho hay, Nga không giành được phần thắng trên các trận địa bất chấp hỏa lực vượt trội và quân số gia tăng, theo Reuters. Điện Kremlin vừa xác nhận lệnh động viên cục bộ cho chiến trường Ukraine đã chấm dứt và khoảng 80.000 lính đã đến Ukraine. Viện nghiên cứu chiến tranh của trụ sở tại Washington DC của Mỹ cũng cho rằng quân Nga chưa đạt được bất kỳ tiến triển đáng kể nào dọc theo các tiền tuyến. Tuy nhiên, Nga đang có chuyển biến tại Bắc Mút ở tỉnh Donetsk, nơi lực lượng lên đánh thuê Wagner Group đang dẫn đầu chiến dịch. Hiện cả hai bên chưa cung cấp thông tin cập nhật về thương vong binh sĩ của chính mình. Trong một buổi hỏi đáp tại Moscow hôm 27 tháng 10, Tổng thống Vladimir Putin nói, tổn thất về người của Nga ít hơn của Ukraine khoảng 8 hoặc là 10 lần, gần đây thường là 6 lần hoặc là 8 lần. Tuy nhiên, chủ nhân Điện Kremlin cũng không nêu cụ thể tổn thất của các bên sau hơn 8 tháng xung đột. Trong khi đó, lo ngại trước các diễn biến phức tạp và căng thẳng từ cuộc xung đột Nga-Ukraine, một nước láng giềng của Nga ở vùng Baltic là Lithuania đã tổ chức một cuộc tập trận quy mô lớn nhất từ trước đến nay với các đồng minh NATO. Lithuania đang tổ chức cuộc diễn tập quân sự lớn nhất từ trước đến nay cùng các đồng minh NATO. Cuộc tập trận mang tên Iron Wolf Soi sắt kéo dài 2 tuần cho đến ngày 30 tháng 10 với sự tham gia của hơn 3.500 binh sĩ từ lữ đoàn soi sắt của quân đội Lithuania và tám quốc gia thành viên NATO khác. <laughs> Chúng tôi có cơ hội nhìn thấy quân đội NATO đoàn kết để thực hiện cùng một nhiệm vụ để sẵn sàng bảo vệ khu vực NATO hoặc bảo vệ các quốc gia NATO như Lithuania. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine từ tháng 2, các quốc gia Baltic như Estonia, Latvia và Lithuania đã kêu gọi NATO triển khai các lực lượng sẵn sàng chiến đấu quy mô lớn nhất từ sau chiến tranh lạnh ở khu vực này. Tuy nhiên, các thành viên NATO không sẵn sàng cam kết xây dựng các căn cứ thường trực ở Baltic, vì điều này sẽ gây tiêu tốn hàng tỷ đô la Mỹ và khó duy trì lâu dài, trong khi lại có tính khiêu khích đối với Moscow. Thay vào đó, NATO chọn triển khai hàng ngàn binh sĩ thường trực ở các nước như Đức để có thể tiếp viện nhanh chóng. Đợt diễn tập này chứng tỏ chúng tôi sẵn sàng chiến đấu, chứng tỏ chúng tôi sẵn sàng gian đe và nếu không ngăn chặn được thì chúng tôi cũng sẵn sàng chiến đấu cùng các đối tác NATO để bảo vệ sườn đông của NATO. Đức đã triển khai những đơn vị đầu tiên đến Lithuania, tại khu vực gần biên giới với Nga hồi năm 2017, sau khi Moscow sắp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014. Đức cũng đồng ý tăng cường nhiệm vụ này đáng kể vào tháng 6 để đáp trả chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 29 tháng 10 cho biết nguồn cung cấp điện của Ukraine đang phục hồi sau các cuộc tấn công của Nga nhằm vào các nhà máy phát điện, tuy nhiên vẫn cần những lần ngắt điện khẩn cấp. Trong những tuần gần đây, Nga đã cho triển khai các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa tập trung vào các cơ sở năng lượng trên khắp Ukraine, phá hủy hơn 30% công suất phát điện Khiến chính quyền Kyiv đưa ra các biện pháp tiết kiệm rộng khắp. Trong một video, ông Zelensky cho biết, đến nay số lượng các biện pháp nhằm ổn định tình hình cũng như các đợt mất điện khẩn cấp đã ít hơn đáng kể, nhưng các hạn chế vẫn có thể xảy ra ở một số thành phố và quận. Ông cũng cáo buộc Nga nhắm vào các nhà máy đang sửa chữa và cho biết một số kỹ thuật viên đã thiệt mạng. Còn tại châu Âu, tình hình năng lượng khí đốt đang có một số chuyển biến đáng chú ý. Sau sự cố rò rỉ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream ngoài biển Baltic, lưu lượng khí đốt được Nga chuyển cho EU đang ngày một giảm dần khiến nhiều người dự đoán rằng châu Âu sẽ phải đối mặt với một mùa đông vô cùng khắc nghiệt phía trước. Nguồn cấp khí đốt ít đi thì đồng nghĩa là giá cả cũng sẽ ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, tại châu Âu đang xảy ra một thực tế ngược lại, đó là giá cả khí đốt đang có xu hướng giảm trong thời gian gần đây. Vì sao chuyện này lại xảy ra? Trúc Huỳnh mời quý vị cùng xem video sau để biết thêm chi tiết. Giá định chuẩn cho mặt hàng khí đốt ở châu Âu đã giảm đều đặn trong vài tháng qua, xuống gần đến mức giá trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2. Đây là lý do tại sao Năm nay, châu Âu đã phải đối mặt với tình trạng căng thẳng nguồn cung năng lượng vì Nga cắt nguồn khí đốt sau khi bị phương Tây cấm vận. Dù nguồn cung từ Nga giảm, giá tháng giao ngay ở Hà Lan, tức mức định chuẩn châu Âu, đã giảm 67% kể từ khi tăng vọt lên mức cao kỷ lục hồi tháng 8. Hiện tại, giá vào khoảng 100 euro 1 MW, tức giá thấp nhất từ giữa tháng 6 đến nay. Mức giá này vẫn cao hơn 12,6% so với cùng thời điểm này năm ngoái. Nhu cầu sưởi thường tăng vào đầu tháng 10, nhưng năm nay thời tiết châu Âu ôn hòa hơn bình thường, giúp nhu cầu tiêu thụ giảm. Liên minh châu Âu cũng đạt được mục tiêu nạp đầy các kho trữ khí đốt lên đến 80% trước thời hạn ngày 1 tháng 11. Theo dữ liệu của cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu, hiện tại các kho khí đốt đang ở mức đầy 93% so với 77% của năm 2021. Nguồn cung khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG và nguồn cung từ đường ống Na Uy hoạt động tốt. Thêm vào đó, sản lượng điện gió khá cao giúp giảm nhu cầu khí đốt từ các nhà máy điện. Việc đồng thuận giữa các quốc gia EU về việc phối hợp giảm giá và giảm tiêu thụ cũng góp phần không nhỏ. Mức giá rẻ sẽ ổn định, mức giá sẽ phụ thuộc vào thời tiết và nhu cầu dự báo dài hạn cho thấy phần lớn châu âu sẽ có nhiệt độ ấm áp hơn bình thường trong mùa đông năm nay giá cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác như nhu cầu lng từ châu á có thể gia tăng trong mùa đông hoặc vì chậm trễ do mất điện giá khí đốt hộ gia đình và kinh doanh sẽ giảm Giá sỉ thấp hơn không có nghĩa là giá bán lẻ cho người tiêu dùng sẽ ngay lập tức giảm xuống. Các nhà cung cấp năng lượng thường đặt mua trước nguồn điện đáp ứng nhu cầu dự kiến của khách hàng thường từ khoảng 6 tháng trước, có nghĩa là thay đổi trong giá sỉ sẽ không ảnh hưởng ngay lập tức đến giá bán lẻ. Để đối phó với giá năng lượng cao, một số ngành công nghiệp dùng khí đốt làm nguyên liệu thô như phân bón, gốm sứ, thủy tinh và xi măng đã giảm sản lượng trong năm nay. Đến đây thì thời lượng dành cho bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga Ukraina ngày 30 tháng 10 của báo Thanh niên cũng đã hết. Trúc Huỳnh xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Những diễn biến mới nhất về tình hình xung đột Nga Ukraina sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký kênh YouTube của báo Thanh niên cũng như là ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi của chúng tôi. Còn bây giờ, Trúc Huỳnh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo hãy bấm đăng ký kênh điểm nóng toàn cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn điểm nóng toàn cầu video mới nhất về thời sự thế giới từ báo thanh niên